bớt đi vài chục triệu cho mình đối với mẫu xe này để mình dễ mua các bác nhá. Con xe đời rất cao, đời 2022, chạy có 4 vạn km. Lốp này nhá, toàn bộ vẫn còn lốp zin, vẫn còn là lốp zin các bác nhá. Nhiên liệu của xe chỉ từ là hơn 4 lít trên 100 km thôi, đấy các bác nhìn xem. Và đây là lỗ rất là trong của chiếc xe, một loại xe đến từ hãng Toyota, mang tên là Vios 2022, bản đủ không taxi dịch vụ gì. Xe chạy có hơn 4 vạn, xe gia đình, một chủ đầu đi rất ít, còn rất mới các bác nhá. Tổng thể chiếc xe không có một điểm nào cho mình chê cả. Đấy, bàn cho em về giá cả thôi, còn về chất lượng của xe này thì nó như mới rồi. Nó như mới rồi các bạn, nó như mới luôn. Và bao test cho mình, bao check, bao các kiểu cho mình, để mình tin tưởng mình xuống tiền mình lấy chiếc xe này về dùng các bác nhá. Các bác mình cho ai kiểm tra, cho các bác mình cho các bác mình kiểm tra thoải mái luôn các bác nhá, thoải mái luôn đối với những mẫu xe của bên em. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, ở đây em đang quay cho mình xem hình thức, còn những cái về vấn đề chất lượng thì em cũng đảm bảo cho mình. Và em có thể cho mình mang xe về mình đi thử trong vòng vài hôm. Đấy, các bác bảo là xe có vấn đề nọ, vấn đề kia, các bác mình trả xe em các bác nhá. Đây em tạo điều kiện cho mình là như vậy. Các bác mình ơi, các bác mình xem hết đi, kiểu gì là mình cũng sẽ mua được xe. Bàn về giá thôi mà đúng không ạ? Đúng chân là mình sẽ vào việc được nhá. Quan trọng các bác mình đúng chân hay không thôi. Đây các bác nhìn xem, đèn đóm rất mới. Đây là phía sau, hồ sơ con này đã được cầm tay rồi. Con này thì em mua của một người chính chủ ở gần khu vực em, biển 34 Hải Dương các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, sơn zin của xe, sơn zin vẫn còn rất là nhiều. Lốp nắp đều là lốp zin, rồi nha, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, con này mang về là dùng luôn, dùng ngay mà không cần phải sửa sang gì. Em hiện tại có một con xe màu trắng số tự động nữa các bác nhá. Con màu trắng số tự động đấy thì giá rất cao hơn con này một ít thôi, một tí thôi các bác nhá. Bác nào mà thích số tự động em đều có. Dạ vâng. Còn rất nhiều xe khác nữa đang có mặt tại siêu thị ô tô Hải Dương. Các bác mình xem nếu ưng, nếu thích để bảo em, gọi em các bác nhá, vào trong kênh của em lấy số của em để em vào việc cho mình đối với từng mẫu xe của bên em các bác nhá. Hiện tại bên em đang có cả 100 xe các bác nhá. Ok chưa? Đây các bác nhìn cho em hình thức. Các bác mình thấy thế nào? Các bác cảm nhận gì về chiếc xe? Các bác mình cùng comment bình luận ở phía bên dưới các bác nhá. Đây, đây là đầu đài màn hình giải trí này, điều hòa lõng lạnh này, cần số rồi cần phanh tay đây. Các bác nhìn xem mới chưa? Nội thất mở ra vẫn còn thơm cắt mùi mới các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem phần khóa cửa này. Đây, toàn bộ tổng thể chiếc xe quá ok luôn, quá tuyệt vời. Đúng không? Quá ok và quá tuyệt vời. Đấy, mẫu xe mà hai đầu. Đúng không? Dòng xe rất lành tính, bền bỉ và siêu tiết kiệm, siêu lành tính luôn rồi. Các bác mình mua mẫu xe này yên tâm cả đời luôn. Đây và đây các bác nhìn xem có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Đây, đèn đó của xe thì còn rất là mới đây. Đấy, đây là phần đầu các bác nhá. Con này của em thì nó đã lên form mới rồi. Đấy, quá đẹp luôn. Còn rất nhiều xe khác nữa các bác nhá. Các bác mình rảnh tay mình nhấn cho em xin phát thích, phát tim, phát chia sẻ các bác nhá. Và hãy nhớ rằng là mình nhấn follow, nhớ nhấn theo dõi để xem thêm video mới nhất của em đang lên hàng ngày giờ luôn. Rất nhiều xe các bác nhá. Và về cái mức phí mình bỏ ra thì các bác mình cứ alo em, kiểu gì em cũng sẽ bớt sâu bớt nhiều cho mình luôn các bác nhá. Dạ vâng, xin chào các bác và hẹn các bác vào video sau.